bạn, trên tay mình là chiếc ASUS K5VD. Chiếc máy này là điện tử công nghệ nổi tiếng Đài Loan ASUS. Đây là phiên bản 15.6 inch. Đây là phiên bản dành riêng cho giới đồ họa game thủ. Cấu hình rất là mạnh. Máy có chip Core i7, hệ thứ 3, chip Core Qm. Và nó cán bộ họa rồi NVIDIA GeForce 6100M có điện tử họa 2GB. ASUS 15 trở lại đây luôn do ra những mẫu máy có thiết kế rất là đẹp và giá cả rất phải chăng của các bạn học sinh sinh viên. Các bạn thấy thiết kế của máy, máy dùng bằng phim chip LED to bát phẳng, chỗ này là bên tay bằng nhôm. Cái này rất hỗ trợ các bạn tốt khi bạn làm việc lâu dài trên máy, bởi vì với công nghệ iSchool tích hợp trên chiếc máy này thì nó rất là mát khi bạn làm việc. Và cái phun xăng cho bạn nó tốt nữa qua ứng dụng văn phòng Excel. Mã tên này sinh bảo máy là vỏ dạng 3D chống bám vân tay rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem máy có những cổng kết nối nào. Các bạn có thấy các cổng kết nối của máy, chúng ta có cổng sạc đây này, đây là cổng, đây là chỗ khe tản nhiệt, đây là cổng VGA, các bạn xuất hiện ra máy chiếu, đây là cổng HDMI, các bạn có thể xuất hiện hình từ laptop ra TV Full HD, cái cổng nào là hai cổng USB 3.0 màu xanh. Bên này chúng ta có jack headphone, jack mic và một cổng USB 2.0, và đây là đầu video và kết của khả năng đọc ghi dữ liệu giúp bạn xong dữ liệu backup vào đĩa CD, DVD. Máy cầm tay khá nặng bởi vì máy có kích thước 15, máy có màn hình 15.6 inch, cầm tay khá nặng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu chi tiết cấu hình của máy. Các bạn có thể thấy máy cấu hình rất là tốt để cho các bạn làm công việc liên quan đến đồ họa và chơi game. Máy dùng chip Core i7 hệ 3, EMUVIS i7-3610Qm, chip Foxconn, chip rất là mạnh. Nhân sao của máy là 8GB. Tiếp theo chúng ta thấy máy sử dụng màn hình 15.6 inch, độ phân giải là HD và máy dùng hai card đồ họa, một card đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 4000 và một card đồ họa nữa là NVIDIA GeForce 6100M bộ nhớ đồ họa 2GB. Thì nói đây là một chiếc máy rất là tốt để các bạn làm việc liên quan đồ họa, như là dùng xử lý Photoshop, xử lý video, chơi các game như là FIFA Online 3 hay là Liên Minh Thoại, hoặc các game và có công nghệ cao hơn nữa. Một điều ấn tượng của chiếc máy này đó là máy dùng ổ cứng rất là lớn, ổ cứng 750GB. Với ổ cứng này bạn có thể lưu rất nhiều dữ liệu liên quan đến bộ phim Full HD hay là bạn lưu những game có đồ họa cao, dung lượng lớn. Cái game mới nhất hiện nay để có thể lưu rất nhiều trên máy này. Bây giờ chúng ta tiến hành trải nghiệm âm thanh hình ảnh chiếc ASUS K5VD. Loa trên máy là loa Antensing rất là nổi tiếng, có chất lượng âm thanh rất là tốt. Bây giờ chúng ta thử xem chất lượng như thế nào nhé. Với màn hình 15.6 inch, độ phân giải HD, đây là chiếc máy tốt để các bạn xem phim HD, hoặc là bạn có thể dùng chiếc máy này để xử lý các công việc liên quan đến đồ họa như xử lý ảnh, Photoshop hay là xử lý video rất là tốt.
có thể nói rằng đây trên máy rất phù hợp các bạn làm công việc liên quan đồ họa, các bạn game thủ. Với cơ hội rất là tốt, chip Core i7 hệ 3, RAM 8GB và ổ cứng 750GB, màn hình độ 15.6 inch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.